Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mao Ăn, lại là mình đây. Hôm nay thì mình sẽ không giới thiệu cho các bạn bất cứ một sản phẩm nào, mà mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái thao tác mà mình đã sử dụng hàng ngày của công việc của mình cũng như là giải trí trên chiếc MacBook này. Và mình đã sử dụng chiếc MacBook này được khoảng tầm hơn 2 năm rồi. Và đừng bỏ lỡ nhé, bắt đầu ngay thôi nào. Mao Ăn số 1 về Mac. Thao tác đầu tiên đó chính là chụp màn hình. Đây là một cái thao tác rất là cơ bản nhưng mà không phải ai mới sử dụng Mac thì cũng biết. Và đầu tiên chúng ta cần giữ Command Shift và số 3 thì lập tức là máy sẽ chụp lại toàn màn hình. Còn nếu mà chúng ta chỉ cần muốn chụp một cái khoảng màn hình này thôi chẳng hạn thì chúng ta sẽ giữ Command Shift và số 4. Sau đó thì chúng ta sẽ dùng con trỏ chuột để bôi cái phần mà chúng ta muốn chụp lại. Đó, như vậy là chúng ta đã chụp một khoảng ở trên màn hình rồi. Thao tác thứ ba đó chính là khi mà chúng ta sử dụng nhiều cửa sổ cùng một lúc thì thay vì việc chúng ta phải thoát ra rồi chọn những cái cửa sổ như này thì chúng ta sẽ có một cái phím tắt là Command Tab. Đó, chúng ta chỉ cần giữ Command Tab, chúng ta có thể qua những cái app như thế này. Đặc biệt là những bạn nào mà sử dụng cái bàn phím ngoài thì đây là một cái thao tác rất là quan trọng. Và một cái phím tắt nhanh nữa khi mà chúng ta sử dụng Safari hoặc là Chrome, những cái trình duyệt nói chung, chúng ta sử dụng sẽ rất nhiều tab như này đúng không ạ? Thì khi ví dụ như chúng ta chỉ muốn tắt một cái tab này thôi thì chúng ta sẽ giữ Command và W. Đó, thì lập tức cái tab đó sẽ bị xóa bỏ. Và nếu mà chúng ta hoàn tác cái tab đó thì sao? Chúng ta không cần phải vào lịch sử để hoàn tác lại đâu. Chúng ta chỉ cần giữ Command, Shift và phím T. Đó, lập tức cái tab đó nó lại quay trở về với chúng ta như thế này để chúng ta tiếp tục làm việc. Và một cái thao tác nữa mình muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là khi mà chúng ta đang sử dụng một cái ứng dụng hoặc là một cái trình duyệt như thế này, chúng ta muốn về màn hình chính và để chọn một cái ứng dụng khác thì thay vì việc chúng ta phải thoát ra thì chúng ta chỉ cần giữ phím F3. Đó, thì chúng ta lại quay về màn hình chính của chúng ta để sử dụng một số cái ứng dụng khác. Một cái thao tác rất là nhanh chóng để chúng ta sử dụng Word hay là thậm chí là trang web. Nếu mà chúng ta muốn cuộn trang mà chúng ta muốn cuộn nhanh ấy thì chúng ta chỉ cần giữ Command và nút mũi tên. Đó, thì lập tức là nó sẽ cuộn trang một trang luôn cho chúng ta và đi lên cũng như thế. Và đang tiện ở trong Word như này thì mình sẽ giới thiệu luôn cho bạn một cái phím tắt mà mình rất hay dùng. Thay vì chúng ta phải cái việc mà sử dụng xóa một từ đi, chúng ta phải giữ một phím delete như này rất là lâu, rất là mất thời gian, thì mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái phím là chúng ta chỉ cần giữ phím option và delete thì nó sẽ tự động xóa một từ đi luôn cho chúng ta. Đó, ví dụ như mà chúng ta vừa soạn ra một cái câu gì mà chúng ta không ưng ý chẳng hạn thì chúng ta chỉ sử dụng cái phím này thì nó sẽ xóa bớt những cái từ đi, nó sẽ tiết kiệm cho thời gian của chúng ta rất là nhiều. Và một cái thao tác nữa ở trong phần Finder đó chính là thao tác sắp xếp những cái ứng dụng này. Bình thường thì người dùng bình thường thì sẽ sử dụng cái này và sắp xếp nó theo một cái thứ tự không theo ý muốn. Thì để mà sắp xếp nhanh thì chúng ta chỉ cần giữ Command Shift và chữ A này và Command Shift chữ D. Chữ D thì nó sẽ hiển thị, D tức là viết tắt của date thì nó sẽ hiển thị những cái mà thư mục mà mới nhất đến cho sâu nhất cho chúng ta. Và ví dụ như Command A thì nó sẽ là thao tác sử dụng để sắp xếp theo bảng chữ cái alphabet từ A cho đến Z. Và một cái thao tác cuối cùng nó sẽ cực kỳ hữu hiệu khi mà máy của chúng ta bị đơ chẳng hạn. Chúng ta sẽ không thao tác được bất cứ một cái điều gì ở trên màn hình và chúng ta muốn tắt máy đi để khởi động lại thì cái phím tắt này của chúng ta cũng không thể hoạt động được. Thì lúc đấy thì các bạn sẽ giữ là Command, Option, Control cả ba phím luôn và nút tắt. Đó, thì máy lập tức sẽ tự động tắt. Cái phím này rất là hữu dụng bởi vì là mình rất nhiều những cái trường hợp mà mình sử dụng nó bị đơ, mình không sử dụng được cái thao tác gì ở trên máy thì mình phải tắt máy buộc bằng cái cách đó. Ok, vừa rồi là 10 cái thao tác mà mình muốn giới thiệu cho các bạn để chúng ta có một cái quá trình sử dụng Mac nó mượt mà hơn, nó chuyên nghiệp hơn. Hy vọng rằng là nó sẽ hiệu quả với các bạn nhé. Còn các bạn có thêm phím tắt nào hãy comment xuống bên dưới để cho mọi người cùng được biết. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.